nghe. Ở đây thì lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với si bị si mê, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 12. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, không thắng tri, không liễu tri phẫn nộ. Ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri phẫn nộ. Ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với phẫn nộ phẫn uất, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 13. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thẳng tri, không liễu tri gièm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thẳng tri, liễu tri gièm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Giới gièm pha gièm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ gièm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 13. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri gièm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri gièm pha, ở đây tâm tham, từ bỏ, có thể diệt khổ đau. Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Giới gièm pha gièm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ gièm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc xong, xin gửi nick lại cho chị nghe pháp ạ. Dạ Nam Mô Bất Tha, dạ Nam Mô Tham, dạ Nam Mô Sân Hà, dạ con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Phật tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nội cùng quý đạo hữu. Con xin đọc, dạ con xin đọc phẩm 2. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liệu tri si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng
chẳng tri li si. Ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Với si bị si mê, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, bậc chánh trí, từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến và điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liệu tri phẫn nộ, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liệu tri phẫn nộ, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã, điều này được nói đến. Với phẫn nộ, phẫn uất, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, không ai thắng tri, không liễu tri dèm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri dèm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, hết chưa? Cũng nhân không biết hết chưa. Dạ, nếu hết rồi, dạ kính mời bằng ca kế tiếp Sít Xung Mai. À, với dèm pha người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Mến mời bằng tay của Sít Xung Mai. Dạ, con cảm ơn cô nghe pháp. Dạ, con sư Mai, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý tu nữ, con kính chào chư quý cận sự. Sư Mai xin đọc phẩm 2, điều 11. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri si, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây này được nói đến. Với si, bị si mê, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều thứ 13, điều thứ 12, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri sự, không liễu tri phẫn nộ, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri
Phẫn nộ ở đây tâm ly tham từ bỏ có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến với phần giới phẫn nộ, phẫn uất, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều thứ 13, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri dèm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri dèm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến với dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ hết rồi. Bài 13 con đã học đọc rồi. Dạ con kính dâng mít đến quý vị nào, xin mời quý vị lên đọc nhé. Sư Mai đã đọc xong hết rồi. Dạ sa thủ kính cảm ơn chị Sương Mai. Nam mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cô vô thường có đọc bài không? Dạ nếu có đọc bài thì kính mời cô, mời Xích Tâm Phương. Dạ mời quý vị nào chưa đọc bài thì kính mời bàn tay. Dạ, Nhật Quỳnh chưa thấy bàn tay thì Nhật Quỳnh xin được đọc ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á cho bài học. Phẩm 2, bài 11. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liệu tri si, ở đây tâm không ly tham, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liệu tri si, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với si, bị si mê, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 12. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liệu tri phẫn nộ, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liệu tri phẫn nộ, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với phẫn nộ, phẫn uất, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 13. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, liệu tri dèm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liệu tri dèm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Giới dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này.
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ kính mời cô Vô Thường. Dạ con Vô Thường. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con xin cúi đầu đảnh lễ quý sư và quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ không biết cái tín hiệu con có tốt không á. Dạ. Dạ, con xin đọc phẩm 11. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri, si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri, si, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với si, bị si mê, chúng sanh đi vào ác thú, bậc thiền quán, chánh trí từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liệu tri phẫn nộ, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liễu tri phẫn nộ, ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với phẫn nộ, phẫn uất, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ, không bao giờ trở lại. Tại đời này, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri, dèm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri, dèm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ, dèm pha ấy, từ bỏ, không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, con xin thành kính cảm ơn Đạo Tràng và quý chư Tôn Đức. Con xin nhường mít lại cho Đạo Hữu kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, xà thú, cấn, cảm ơn sức Vô Thường. Dạ, Tâm Phương ơi, hết giờ rồi, Tâm Phương quan hỷ nha. Hồi nãy Nhật Quỳnh mời thì Nhật Quỳnh nhường mít cho quý vị mà không chịu giơ tay nên Nhật Quỳnh phải đọc, nên hết giờ rồi. Tâm Phương quan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Xa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn sức Vô Thường, chị Sương Mai, cô Nha Pháp, sức Trần Đạo, Quỳnh Bách Thanh đã hoan hỷ lên kệ kinh. À, quên đọc kinh, đọc chánh kinh của kinh tiểu bộ. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới, tức là câu 14 và câu 15. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Bích Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to
Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Ramma Chaloka Thibati Sahambati Ka Tan Chali An Thivarang Ayachatha Santi Tha Sattap Barachap Khachatika Reshe Tu Thamang Anukam Bimang Bachang Sattham Mavidim Vinayan Chakayang Suatan Chabang Thang Abhitham Machamang Ako Tayinto Tattu Sat Chadang Dang Babo Thaneye Barisa Dạ mặt chê. Cô xin lỗi con, cô bắt cầm nha. Ê quan sa hâm bà tì sâm ma bà gà quân tăng à gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng bùa thô cà ruồn nhê na thì qua xa già tán ha quốc tha gia bà nây na mì gà đa dân tà tô gà tô bánh cha quốc gia đa dô nây dê bà măng a dê Sì tham ma tô ta tô ba phu ti sam bu tho anu na tham ma đề sa năng ma sa qua sa nay đề sê sê sa ta năn a tha sik tha căng tệ na sa thu hay vô phanh tê tài sê tu tham ma đề sa năng sa ba di tha ba đề sa gia anu cam bấm bị ca ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo giải đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều chẳng như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp ba 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha giá và hôm nay là ngày thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2019 kinh Tiểu Bộ Itibut Rataka chương 1 một pháp phẩm 2 bài 14 và 15 sẽ được thượng tọa pháp tăng giảng giải. Trước khi con thỉnh sư lên con xin đọc chánh kinh đoạn 14 và 15 và cảm ơn Linh Vách Thanh Á cho bài học. 14 điều này được Thế Tôn nói đến, được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một truyền cái nào khác do bị bao trùm bởi truyền cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là vô minh truyền cái. Này các tỳ kheo, bị bao trùm bởi vô minh truyền cái. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Không có một pháp khác, quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy lưu chuyển,
như bao phủ bởi si, và ai đoạn diệt si, tâm thuận khối u ám, họ không lưu chuyển nữa, trong họ nhân không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Đoạn 15. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác. Do bị cột bởi kiết sử ấy, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỳ kheo, bị cột với ái kiết sử, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người có ác làm bạn, thời gian dài lưu chuyển không vượt được lưu chuyển. Sanh hữu vị hay khác, ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỳ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng thông dung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sư, có nghe được âm thanh của con? Cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dân bích đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thị nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Khi nãy giờ thì cũng nghe các vị Phật tử chúng ta ôn bài. Thật sự ra thì chúng ta ôn lại thì rất có cái lợi ích. Tại vì học Phật Pháp chúng ta cần phải ôn tới ôn lui, đọc tới đọc lui thì chúng ta mới có thể nhớ được. Hy vọng là chúng ta sẽ nhớ được. Thì qua mỗi một cái chi pháp như vậy đó thì đều có cái ý nghĩa riêng của nó. Nếu như chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta không nhớ cái chi pháp đó, tại sao mình thấy rằng với cái phương pháp học truyền thống là các vị mà thuộc lòng Tam Tạng là các ngài nắm ý ở trong một cái bài kinh nào đó, mà qua đó thì các ngài lại nhớ ý hết tất cả các cái chi pháp trong bài kinh đó. Thì lần lượt cứ mỗi bộ kinh gì có bao nhiêu bài kinh mà rút cuộc rồi cái ngày thuộc lòng được Tam Tạng. Thì cũng như chúng ta vậy, chúng ta học Phật Pháp thì đối với các vị đọc tới đọc lui thì nó cũng là một cái hay giúp trẻ nhớ được. Cũng như là quý sư cũng vậy, hồi xưa chúng tôi bắt đầu chuẩn bị để tập làm giảng sư á, thì sư trưởng có nhắc chúng tôi mấy điều hồi đó cách đây khoảng 20 trên gần 30 năm, tức là 20 mấy năm trước, năm 90-91. Thì sư trưởng có nói với chúng tôi như thế này nè: là một vị pháp sư là phải học ghi, nói pháp cho nhuần miệng, nghe pháp cho nhuần tai, và suy nghĩ pháp cho nhuần ý. Đó là bốn cái điều kiện cần thiết của một vị giảng sư, pháp sư. Và với một người Phật tử của mình cũng vậy đó. Mình nghe tới nghe lui, để rồi cái trở thành cái của mình, mình thuộc, là điều mà sư thấy rất là quan nghĩ. Mặc dù Phật Pháp thì chúng ta nói tới nói lui thì cũng nghe có những cái pháp trùng lập nhau, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cứ nghe tới nghe lui chúng ta mới có thuộc được. Chứ không thể nào mà chúng ta nghe qua một lần mà chúng ta thuộc hết được. Vì vậy cho nên là cái ôn lại nó là một điều cần thiết. Nói dài dòng như vậy để tán thán cái việc mà quý vị đọc bài, đọc kinh, ôn lại những cái bài học
vừa qua mà chúng ta đã học. Bây giờ trước khi giảng bài học hôm nay thì cũng rất là quan nghĩ, thấy hôm nay có cô Tâm, cô Vô Thường vô lâu lắm rồi mới thấy. Ở bên Ních Phật Pháp cũng có Vô Thường, bây giờ đổi thành Khu Khi Ma gì, chúng tôi nghe cái giọng hơi khác đó, nó không phải cô Vô Thường này là khác nữa, thì rất là quan hỷ. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo Đảnh Lễ Tóm Tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Apivadimi. Dứt tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư, Bi Trí Vẹn Toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibano Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tấm tắc, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Vừa rồi chúng ta đã nghe cô Diệp Quỳnh đọc về phần chánh kinh của hai đoạn kinh hôm nay. Chúng tôi sẽ lặp lại rồi chúng tôi sẽ giảng. Chúng ta được biết đó là Đức Phật Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp triền cái nào khác do bị bao trùm bởi triền cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển, này các tỳ kheo, tức là vô minh triền cái. Như vậy thì ở đây đó, khi chúng ta nói đến cái pháp, và trước tiên đó là chúng ta nói đến chờ chúng tôi một chút chúng ta nói đến cái pháp triền cái trước. Pháp triền cái ở đây đó thì nó có nghĩa là một trong những cái pháp mà gọi là che ngăn. Nếu mà nói là triền cái là pháp che ngăn. Cái chữ mà chúng ta được biết ở đây đó là cái pháp gọi là chữ Nikvarana, che ngăn. Mặc dù là trong năm cái pháp triền cái á, thì chúng ta không có nói đến cái việc mà vô minh triền cái, nhưng mà pháp triền cái mà ở đây chúng ta muốn nói đến tức là vô minh triền cái, tức là một trong những cái pháp che ngăn. Còn nếu mà nói là pháp triền á, thì rõ ràng là pháp trói buộc. Nó trói buộc. Nó một có một cái ý nghĩa là trói buộc. Mà cái gì trói buộc ở đây? Chính là pháp vô minh. Vô minh có nghĩa là không có sáng suốt á. Vô minh là không sáng. Nếu mình nói từ Hán Việt á, gọi là vô minh là không sáng. Trong từ Bali gọi là avijja. Tức là nó không có có một cái sự sáng suốt. Mà trong kinh định nghĩa cái từ mà vô minh ở đây đó, thì nếu nói trong kinh Tạng thì Đức Phật định nghĩa vô minh là gì? Vô minh là không có biết được bốn sự thật, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Tức là bốn sự thật đó là mình không có biết rõ. Và khi mà mình không biết rõ như vậy đấy, thì rõ ràng là nó là một trong những cái sự trói buộc, đó là pháp vô minh. Trong kinh Tạng thì định nghĩa là không biết rõ bốn sự thật, tức là không có biết rõ được khổ, tập, diệt, đạo. Tức là không biết rõ được sự hiện khởi của sự khổ này. Ví dụ như chúng ta được nghe mô tả ở trong kinh đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, ghét mà gặp mặt nhau là khổ,
Nhưng mà do chấp thủ năm uẩn này là khổ. Cho nên khi mà nói đến cái pháp mà tri khổ đó, thì người đời phàm phu của chúng ta đó, thì có một lúc nào đó chúng ta cũng có thể biết được là chúng ta đang khổ. Nhưng mà cái biết của chúng ta nó cũng chỉ là biết của cái trí tuệ của một người phàm phu. Bởi cái trí tuệ của người phàm phu khác với bậc thánh, là mình biết khổ của những cái sơ hoạt ở bên ngoài thôi, những cái sơ khởi thôi, những cái sự khổ. Mà khổ nó có nhiều cái khía cạnh, có ba khía cạnh tất cả. Một là khổ khổ. Khổ khổ là những cái khổ mà người ta gặp phải, đó là sanh già bệnh chết, cầu muốn không được thương yêu, bệnh tật tất cả các thứ. Thì cái những cái đó đó nó diễn ra sự khổ, thì cái con người của mình đó, mình có thể cảm nhận được cái khổ đó một phần nào, một phần nào đó thôi, chứ không phải là cảm nhận hết. Khi mà nói đến có cái sự cảm nhận sự khổ, thì rõ ràng là trong cái trí tuệ của một người phàm phu á, cũng có thể biết được là khổ, nhưng mà nó không đủ sức, nó khác với một bậc thánh. Cái trí tuệ của bậc thánh á, thấy khổ nó không phải chỉ giới hạn trong cái khổ khổ đó, mà các ngài biết tất cả cả khổ khổ, biết cả cái hành khổ và cái hoại khổ. Hành khổ là những gì? Hành khổ là những gì mà chúng ta đang hiện khởi của thân năm uẩn này, khởi của thân năm uẩn này, và sự suy nghĩ, sự có mặt của năm uẩn, và sự biến hoại thay đổi của năm uẩn, biến hoại thay đổi của năm uẩn. Thí dụ như mình biết là khi mà nếu mà nói theo triết học thì có nghĩa là chúng ta có hai phần thể chất và tâm hồn, tinh thần. Thì nếu nói trong Phật pháp, cái từ Phật pháp thì bốn cái thành phần danh uẩn là tinh thần, nhưng mà cái phần thành thể chất của chúng ta đó là sắc uẩn. Nhưng mà trong mỗi cái trong ngũ uẩn này nè, nó luôn luôn có cái sự thay đổi, biến đổi từ ở trạng thái này sang tới trạng thái khác mà chúng ta không có nhận ra, không có nhận ra bởi chính sự hiện hữu đó, bởi chính sự hiện hữu đó. Cho nên là khi mà chúng ta không nhận ra cái sự hoại khổ hay là sự hành khổ, hoại khổ, hành khổ tức là sự có mặt, sự thay đổi, và sự hoại khổ đó là sự biến mất thay đổi của mỗi một danh pháp hay là mỗi một sắc pháp, tất cả các pháp hữu vi này. Chúng ta nói đến sắc pháp và danh pháp, trong Di Diệu pháp thì nói rằng sắc pháp của chúng ta đó, nó có thể là bị hoại diệt chậm hơn danh pháp 17 sát na. Có nghĩa là trong một giờ diễn tiến của một lộ trình tâm bình thường thì nó diễn ra 17 sát na. 17 sát na. 17 sát na ta tạm gọi là 17 sát na đại. Và trong mỗi sát na đại đó, nó phân ra làm 3 sát na tiểu. 3 sát na tiểu ở đây là sinh, trụ và diệt. Thì cứ hả một sát na đại như vậy thì qua 3 sát na tiểu nhân 17 sát na thì chúng ta ra 51 sát na. Như vậy thì sắc pháp dù có chậm hơn 51 tiểu của một danh pháp, nó bị hoại diệt đó, nó bị hoại diệt chậm hơn 51 sát na đại như vậy đó, nên sát na tiểu như vậy đó, thì rõ ràng nó cũng đang sanh diệt. Nhưng mà với một cái người đó, là không biết sự khổ đó, không biết sự khổ đó. Và trong luận tạng cho chúng ta biết rằng ngoài cái việc mà không biết khổ, không biết nguyên nhân đưa đến khổ, trong kinh tạng nói rằng chúng ta không biết nguyên nhân đưa đến khổ. Thường thường là mình nói ở tại sao con khổ quá Phật ơi, con khổ quá trời ơi, con khổ quá trời mẹ ơi, ví dụ vậy. Nhưng mà mình không biết là tại sao cái nguyên nhân nào nó đưa đến khổ. Rõ ràng là bắt nguồn từ ở theo trong kinh Phật thì bắt nguồn từ ở cái tập đế đó. Cái tập đế tức là tham ái. Chúng ta do tham đó mà chúng ta có sanh ra đời, do ái mà, cho nên chúng ta sanh làm người nam, sanh làm người nữ. Rồi chúng ta nói là do tham cho nên chúng ta mưu cầu cho có cái này có cái nọ, và có cái này cái nọ đó, cho nên chúng ta phải bị khổ bởi cái này và cái nọ. Như vậy thì Phật
cho chúng ta biết rằng cái khổ đó cũng chỉ là cái quả do cái nhân là tham ái mang lại. Tham ái mang lại, tức là tập đế. Tập đế. Rồi Đức Phật còn cho chúng ta biết rằng có một chỗ là chấm dứt khổ, đó là Niết Bàn. Bởi vì cái người mà quan niệm Niết Bàn là một cảnh, một hiện hữu nào đó, một cảnh giới nào đó, thì rõ ràng rơi vào trong tình trạng thường kiến. Bởi vì mình nghĩ rằng có một cái ngã hàng hữu nào đó tồn tại một cảnh giới nào đó, cảnh giới đó ta tượng tạm đặt tên cho nó là Niết Bàn, tạm đặt tên cho nó Niết Bàn, nhưng mà nó rơi vào cái tình trạng là thường kiến. Còn nếu mà Niết Bàn là chấm dứt hết hoàn toàn thì đó là đúng, hoàn toàn chấm dứt đó là đúng. Nhưng mà chúng ta đừng rằng nó chấm dứt hoàn toàn ở đây là chấm dứt không còn sự hiện hữu của năm uẩn. Nhưng mà tất cả những sự luân hồi sanh tử này không phải, khi chúng ta còn luân hồi sanh tử, rõ ràng là chúng ta chịu tác động của cái đời trước và đời sau, mà đời trước với đời sau nó hoàn toàn khác nhau. Khi chúng ta tục sinh thì rõ ràng là chúng ta tục sinh bằng cái tâm nào, thì theo Di Diệu Pháp, chúng ta tục sinh bằng tâm nào thì chúng ta sẽ tử bằng tâm đó. Đó là, nhưng mà chúng ta tử bằng cái tâm nào rồi đó thì chưa hẳn đời sống mới chúng ta lại tục sinh bằng một tâm khác. Ví dụ như quý vị tục sinh bằng là người tam nhân, thì chính cái tâm tục sinh nó làm là cái tâm hộ kiếp, tức là duy trì kiếp sống chúng ta, duy trì kiếp sống chúng ta, và nó làm cho chúng ta tri giác trong đời sống hàng ngày, biết cái này, thấy cái nọ, hiểu cái kia. Nhưng mà cũng chính tâm đó làm việc kết thúc kiếp sống của chúng ta. Thì khi mà chúng ta sinh bằng tâm nào thì có lẽ là chúng ta tử bằng tâm đó. Nhưng mà khi mà chúng ta qua một đời sống mới thì rõ ràng là tâm ta chiêu nghiệp lấy một cái nghiệp, chiêu cảm lấy một cái nghiệp mới. Nghiệp mới tùy vào cái nghiệp đó mà chúng ta sẽ trở thành người tam nhân, hay chúng ta sẽ trở thành người nhị nhân, hay chúng ta sẽ thành người khổ, hay chúng ta sẽ thành người lạc, hay hoặc là chúng ta tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ, thì cái tâm đó nó đưa chúng ta tái sanh. Nhưng mà rõ ràng không phải tâm trước với tâm sau là một, tâm trước tâm sau là khác. Vì vậy cho nên ở đây đó, chúng ta thấy nói đến Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hiện hữu của năm uẩn, sự chấm dứt của tham sân si, đó là diệt đế đó. Trong kinh Đức Phật mô tả rằng là một người, một bậc thánh á, mà biết được sự khổ, đồng nghĩa là bậc thánh ấy liễu tri được nguyên nhân đưa đến khổ, liễu tri được sự chấm dứt khổ, và liễu tri được phương pháp đưa đến chấm dứt khổ. Tức là hả, mà thấy được một đế, thấy được một sự thật, thì đồng nghĩa là lấy thấy ba sự thật còn lại. Còn đối với người phàm phu thì cũng biết khổ, nhưng thì cái khổ mà biết khổ đó, cái trí mà biết khổ đó cũng là trí của những người phàm phu mà thôi. Như vậy thì vô minh á, là chỉ cho bốn cái pháp mà mình không biết rõ, tức là không biết bốn sự thật, hay nói trong kinh tạng là không biết rõ tứ diệu đế. Tứ diệu đế. Và trong Di Diệu Tạng cho chúng ta biết rằng vô minh là gì. Vô minh có nghĩa là bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại vị lai. Như vậy thì cũng có nghĩa là chỉ cho năm quẩn này thôi. Quá khứ tức là những gì đã qua. Nếu mà mình nói là kiếp hiện tại này thì những gì mà tôi đang nói với vị cũng có nghĩa là có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Nó cái gì nó đang diễn ra thì đó là hiện tại, nhưng mà cái gì nó vừa mới trôi qua thì nó trở thành quá khứ, và cái gì nó chuẩn bị sanh lên, nó chuẩn bị sanh lên thì nó là tương lai. Thì rõ ràng là mình nói là trong khoảng thời gian ngắn nhất thì nó cũng đã có quá khứ, hiện tại và vị lai rồi. Nhưng mà với một cái người tu tập thiền quán thì sao? Phải có chánh niệm và tỉnh giác quán chiếu, tức là thấy cái đó, thấy được sự sanh diệt của năm uẩn, để mà mình bằng với cái chánh niệm tỉnh giác của mình trong đời sống hàng ngày, mình mới có thể thấy được cái gọi là, cái gọi là sanh diệt của năm uẩn đó. Sanh diệt của năm uẩn. Để chúng ta thấy là sao? Là loại bỏ cái ngã chấp, cái tôi, cái ta, cái ái tham trong mọi cái suy nghĩ, trong mọi cái cảm thọ của mình.
thì mong rằng với cái sự đoạn bỏ cái ái tham, cái ngã chấp đó, thì chúng ta sẽ được chấm dứt khổ. Như vậy thì ái được chấm dứt thì có nghĩa là được niết bàn. Mà ở đây đó là nếu nói định nghĩa trong vô minh, tức là một người mà không bất tri quẩn xứ giới quá khứ, hiện tại và vị lai, thì ngay những gì đang diễn ra, cả thân này là tâm này, tức là trong năm quẩn mình, bao gồm sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, chúng ta cũng không có biết rõ được những điều đó. Học thì chung vậy. Ví dụ bản thân của chúng tôi với các vị thì cũng chỉ là nhìn trên phương diện pháp học, tức là nhìn thấy góc độ như vậy như vậy. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta cũng có một chút trải nghiệm, tức là qua cái gì mà chúng ta thực hành thiền quán trong đời sống hàng ngày, rồi có khi chúng ta đó là có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta cũng ghi nhận được một chút. Nhưng mà chưa có phải đủ cái trí mà ta gọi là trí đạo để sanh khởi lên, để đoạn phá được cái vô minh. Vì vậy cho nên là vô minh vẫn là pháp bao phủ. Chúng ta đọc ở trong kinh Tương Ưng ấy, thì Đức Phật cũng nói là cái gì mà làm cho chúng sanh trôi dân lăn sanh tử luân hồi hoài, đó cũng chính là vô minh. Vô minh và tham ái. Vì vậy cho nên là chúng ta nhớ có cái câu Phật cú, khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cây cây Bồ Đề rồi đó, thì Ngài mới thấy rõ được. Cho nên là Ngài nói lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Này người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, đuôi mè ngươi không còn, nam tâm ta được an lạc tịch tịnh đó niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà xây dựng ngôi nhà này, tức là chỉ cho tham ái và vô minh, tham ái và vô minh, và xây dựng ngôi nhà này tức là chỉ cho cái thân năm quẩn này được hiện khởi từ đời này sang đời khác, hiện hữu bởi thân người, bởi thân chư thiên, bởi thân phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới, hay là chư thiên dục giới, thì cái đó cũng là hiện hữu của năm quẩn, gọi chung là hiện hữu của năm quẩn. Nhưng mà cái người xây dựng ngôi nhà này là gì? Vô minh và tham ái. Cho nên hôm nay Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài thấy chính là vô minh là tham ái. Cho nên là vô minh và tham ái được Ngài diệt bỏ, thì cái cơ hội mà xây dựng cái ngôi nhà sanh tử luân hồi này, tức là năm quận, không còn có khả năng tái diễn lại nữa, là như vậy. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho chúng ta vô minh là trói buộc, bao trùm bởi vô minh triền cái chúng sanh trong thời gian dài, trong thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Ý muốn nói tức là cũng chính tâm này mình sẽ suy nghĩ, suy nghĩ phóng ở đầu này, dính ở đầu kia, bắt ở đầu nọ. Và cũng chính cái chạy dài này, vô minh và tham ái này, nó tạo cho chúng ta lưu chuyển trong tam giới, tức là tái sanh tam giới. Dục sắc và vô sắc chúng ta đều có mặt, cõi khổ và cõi vui chúng ta đều có mặt. Trong 31 cõi chúng ta có mặt dường như là 26 cõi, trừ 5 cõi thánh đó thôi. Trừ 5 cõi thánh, tức là trừ 5 cõi tịnh cư thiên ra, 31 trừ đi 5 thì còn lại 26 cõi. Thì trong đó có 4 cõi khổ, thì còn lại 22 cõi vui. 22 cõi vui. Cõi vui đó thì có bao gồm cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, chúng ta đều có mặt hết. Mà bắt nguồn từ gì? Từ vô minh. Cho nên ở trong cái hình mà vẽ về giáo lý duyên khởi đó, thì các vị thấy rằng phan đầu tiên là phan chỉ cho vô minh, chỉ cho một cái người phụ nữ chống một cây gậy và có bốn hướng tối của mình đi bốn hướng, xung quanh mình là một màn đen bao phủ, không thấy gì hết. Bởi vì đó là vô minh, tức là không có sáng suốt mà. Mà không sáng suốt cho nên là tạo ra cái hành động. Vì vô minh cho nên là vô minh duyên cho hành. Vô minh duyên cho. Mà rõ ràng có nhiều người nói rằng
không thấy đường sao lại đi. Nhưng mà không, chính vì không thấy đường cho nên đi mưu mang, đi hoài, đi không định hướng. Và như vậy thì bị trói buộc ở trong vô minh đó. Chúng ta thấy ở trong câu kệ ngôn này, Đức Phật dạy rằng không có một pháp nào khác, quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy luân chuyển như bao phủ giới si. Để bởi giờ vô minh ở đây đó là nó đồng nghĩa với si, và ai đoạn diệt si, đâm thủng khối u ám, đâm thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa, họ không lưu chuyển nữa, trong họ nhân không còn. Như vậy thì mình nói rằng một bậc thánh giác ngộ về bốn sự thật, bốn sự thật thì đồng nghĩa là vị ấy đã giác ngộ, đạt được sự giải thoát. Và trong giáo lý luân hồi, giáo lý duyên khởi, tức là giáo lý chỉ cho cái sự luân chuyển luân hồi của chúng sanh, thì một chúng sanh nào đó chặt một trong 12 mắt xích đó thì tự động 11 mắt xích còn lại sẽ tan rã. Cũng như vậy, với một người mà liễu tri được vô minh thì đồng nghĩa 11 mắt xích còn lại sẽ được chấm dứt. Như vậy thì ở đây chỉ cho cái gì mà nó không có, gọi là, tức là nó không có còn cái nhân để luân hồi sanh tử nữa. Đây là cái chi pháp thứ nhất mà chúng ta biết. Cái chi pháp thứ hai ở trong đoạn kinh số 15 La Mã ở đây, Đức Phật Ngài dạy điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Đây là lời tường thuật của, theo chúng ta tìm nguồn lại đó, thì của nàng Khuất Chất, thánh nữ cư sĩ tên là Khuất Chú Tara, tương thuật lại. Thì ở đây, này các tỳ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác bị cột bởi kiết sử ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển, này các tỳ kheo, tức là ái kiết sử. Ái kiết sử. Này các tỳ kheo, bị cột với ái kiết sử, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này với những điều này được nói đến. Người có ái làm bạn, thời gian dài lưu chuyển, không vượt được lưu chuyển, sanh hữu vậy hay khác, ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỷ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Cái chữ mà gọi là kiết sử thì có nghĩa là chữ từ phát từ ở cái từ Sanyojana, có nghĩa là thằng thúc trói buộc. Kiết sử có nghĩa là thằng thúc trói buộc. Mà chúng ta nhìn chung lại đó thì Đức Phật dạy rằng là chúng ta thấy rằng là chúng sanh phàm phu thường bị ái trói buộc. Và nó trói buộc ở nhiều khía cạnh. Trước tiên đó là chúng ta nói đến cái gì gọi là chữ Sanyojana. Có thể là nói đến dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Trước tiên đó là chúng ta nói đến dục ái. Trước tiên là định nghĩa đến ái là gì? Ái tức là sự ham muốn, tìm kiếm, dính mắt. Như vậy thì ái tức là tham muốn, tìm kiếm và dính mắt. Mà nói đến dục ái có nghĩa là chúng ta đi tìm kiếm, tri tầm, tìm kiếm đến dục ái, tức là chỉ cho tham thuần tí trong ngũ dục. Tham thuần tí trong ngũ dục có nghĩa là mặc dù là chúng ta thấy rằng là người sanh ở trong cõi dục đó thì cũng chỉ nghĩ rằng là những gì mà ăn, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đó thì nó là bình thường.
bình thường là ở chỗ là mắt phải thấy được, là nhận được là đẹp, tai đó rồi phải nghe âm thanh hay, mũi thì phải ngửi mùi thơm, lưỡi phải nếm hương vị ngon ngọt, và thân thì xúc chạm êm ái. Như vậy thì mình nói ở người ở trong cõi dục thì chuyện đó là bình thường, nhưng mà rõ ràng là chúng ta sống trong cõi dục thì không thụ hưởng năm dục á, thì làm sao được gọi là người cõi dục được. Nhưng mà chính tâm đắm ái trong đó đó, cho nên nó trở thành cái sợi dây trói buộc, nó sợi dây trở thành cái dây trói buộc. Đơn thuần chỉ là mắt thấy cảnh đẹp, mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, và thân xúc chạm êm ái. Chỉ đơn thuần là vậy thôi. Chỉ cảm thấy nó là khả ái, cả lạc, cả ỷ, thì tâm dính mắt vô đó. Mà Phật dạy rồi, nếu một người mà thấy cái cảnh gì, nghe cảnh gì, xúc chạm cảnh gì, vân vân, mà thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ, tâm dính mắc vô đó thì sẽ bị trói buộc, sẽ bị những điều đó trói buộc. Thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng nói đến tham thì đó là tham thuần tí ở trong ngũ dục. Đơn thuần nó chỉ là tham thuần tí ở trong ngũ dục, và thế là tạo cho chúng ta tái sanh trong, tạo cho chúng ta tìm kiếm, thụ hưởng và dính mặt ở trong ngũ dục. Bởi vì ái thì sẽ là duyên cho thủ, ái duyên cho thủ. Hả, cái gì mà chúng ta ưa thích tìm kiếm nó quá, thì khi mà chúng ta tìm kiếm nó được rồi thì chúng ta giữ nó chặt, không buông bỏ nó, mà điều đó nó dẫn đến gọi là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thủ tức là những cái gì? Những cái gì nó bám chặt, không buông bỏ, đó là thủ. Chúng ta hình nhìn hình ảnh ở trong ái, tức là chỉ cho một cái người nam và một người nữ ngồi với nhau, gần sát với nhau. Còn thủ là chỉ cho một cái người mà hình ảnh một người mà bẻ cái trái cây, mặc dù là cái vỏ trái cây của mình nó đầy tràn ra rồi, nhưng mà vẫn bỏ vô trong đó nữa, tràn ra cũng vẫn bỏ vô trong đó nữa, chỉ cho cái thủ, chỉ cho cái thủ. Thì ở đây khi mà nói đến ái, mà đầu tiên nói đến dục ái, tức là sự tham muốn tìm kiếm, tri tầm thuần tí ở trong năm dục, thụ hưởng trong năm dục. Cho nên ngay từ ở buổi đầu tiên mà Đức Phật ngài thuyết pháp cho năm anh cừu Trần Như, thì Đức Phật ngài có nói có hai cực đoan cần phải bỏ đó, đó là kama sukhanlika yoga, tức là một cái cực đoan thứ nhất, tức là cực đoan ham thích trong sự thụ hưởng. Thụ hưởng ở đây là thụ hưởng năm, và Đức Phật ngài dạy làm thiên về cái phương pháp thứ hai, cái phương hướng thứ hai, tức là cực đoan thứ hai nữa, đó là Attakila Matthanu Yoga, có nghĩa là liên quan đến cái phương pháp hành trì của mình. Mà chúng ta thấy rằng cái phương pháp mà Ấn Độ xưa kia cho đến ngày nay vẫn hành, mà Đức Bồ Tát ngài cũng đã thực hành qua, mà chúng ta nhìn đó là cái khổ hạnh. Cũng trong một cái bài kinh Trung Bộ, Đức Phật đã nhắc rằng nếu nói về đệ nhất về khổ hạnh thì Như Lai là một cái người đệ nhất về khổ hạnh. Nếu nói về cái đệ nhất thụ hưởng thì Như Lai là người đệ nhất về thụ hưởng. Tại vì lúc mà Đức Phật ngài ở hoàng triều 13 năm tại vị, từ năm 16 tuổi cho đến năm 29 tuổi, xem như là 13 năm tại vị đó là một cái vị Đông Cung Thái Tử. Đông Cung Thái Tử thì chắc có lẽ là sự thụ hưởng vinh hoa phú quý rất là nhiều rồi. Và nếu nói là tột cùng của sự khổ hạnh thì ngài là đệ nhất về khổ hạnh, bởi vì đã trải qua 6 khổ hạnh, các cái phương thức tu hành ngài đã trải qua, trong đó có phương thức khổ hạnh đó ngài đã trải qua. Cho nên khi mà ngài giác ngộ rồi đó
thì Ngài khuyên đệ tử Ngài là nên tránh hai cái cực đoan đó, mà nên đi cái con đường gọi là trung đạo, Majjhima Patipada, tức là con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì ở đây cái việc mà tham ái ở trong thuần tí ở trong ngũ dục đó, đó là một cái khía cạnh của tham ái. Pháp đó cần phải bỏ. Cái thứ hai mà nói đến hữu ái thì ở đây đó, nó ái mà nó liên quan đến cái gì? Thừa kiến. Ái mà liên quan tới thượng, nói rằng mình tạo phước nha. Mình tạo phước là dĩ nhiên động cơ để tạo phước đó là bằng những tâm thiện, thì có cái kết quả lành để mong rằng mình sẽ tái sinh ở cảnh giới này, cảnh giới kia, thụ hưởng phước của cõi trời, thụ hưởng quả của phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, hoặc là thụ hưởng cái sự thụ hưởng mà an lạc của cõi người. Cõi người thì khi mà mình nghĩ rằng những cái điều mà mình mong ước để còn luân chuyển ở đời sau để thụ hưởng, thì đó cũng là ái mà liên quan đến cái chấp thượng. Hoặc là nghĩ rằng có một cái gì đó nó hằng hữu, mà ta thường được gọi cái tên đó là linh hồn, tiểu ngã, hay một cái tên gì đó gọi rất là thân thương, rồi rất là thân thương, cho rằng một cái đó, cái đó đó nó luân chuyển từ đời này sang tới đời khác, luôn luôn mãi mãi. Và rõ ràng theo Phật giáo, các pháp đều là do duyên thành tựu, không có cái gì mà vững chắc, bền chắc hết. Đừng nghĩ rằng có một linh hồn trường cửu, có một tâm thức trường cửu, tâm thức trước và tâm thức sau nó hoàn toàn khác, kiếp trước và kiếp sau nó hoàn toàn khác. Nếu nó vô duyên đầy đủ, duyên ở đây tức là mình nói điều kiện để đưa đến, điều kiện để đưa đến. Cho nên mà là do duyên được đầy đủ thì sự hình thành nó có. Chứ đừng nghĩ rằng có một cái linh hồn, hay là có một cái tôi, có một cái ta, có một cái tên gì đó nó hằng hữu, lưng lưu mãi mãi, thì cái đó chúng ta rơi vào một cái tình trạng là chấp thường kiến. Ái mà liên quan đến thường kiến mà ở đây được gọi là hữu ái. Như vậy thì kiến ở đây nó cũng là cái nguy hiểm, cũng là một trong những sự trở ngại. Đức Phật dạy rằng các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta, các pháp là vô ngã. Tức là cả danh và sắc của mình, thân và tâm của mình, tất cả các pháp hữu vi, cả vô vi luôn đều là vô ngã. Bởi vì Niết Bàn cũng là pháp, chân đế. Nếu nói trong di diệu pháp á, tâm sở hữu tâm, sắc pháp đều là pháp chân đế, mà đó là chân pháp, chân đế hữu hữu vi. Còn chân đế vô vi chính là chỉ cho Niết Bàn, mà chân đế vô vi nó cũng là một pháp. Cho nên các đều là vô ngã, Niết Bàn cũng là vô ngã, Niết Bàn cũng là vô ngã. Nhưng mà các pháp hữu vi á, thì rõ ràng là tâm sở hữu tâm và sắc pháp á, thì nó chịu tác động bởi những cái gì nó liên quan đến vô minh và tham ái này. Chúng ta đang nói đến cái việc hành đi, tức là chi pháp hành, tức là nghiệp đó, tạo nghiệp, mà đều do ái. Cái ái mà nó liên quan đến cái chấp hữu, tức là chấp có thường kiến đó, thì cái khổ đó là cái không tốt. Bởi vì không có cái gì là còn sự hiện hữu. Nếu ở đâu còn hiện hữu của năm uẩn thì đó còn luân hồi khổ đau. Chỉ có Niết Bàn mới là chấm dứt hiện hữu của năm uẩn đó. Còn nếu không có Niết Bàn thì không có cái gì mà ngoài chấm dứt của năm uẩn được. Chúng ta lưu ý như vậy. Bởi vì trong 31 cõi đó thì cái cõi ít nhất cũng có một uẩn, đó là vô tưởng, có sắc uẩn. Họ không có tâm, cho nên là không có bốn thành phần danh uẩn, nhưng mà vẫn có sắc uẩn. Cái cõi mà ít uẩn thứ hai đó là cõi tứ danh uẩn, là chỉ cho bốn cõi vô sắc, không vẫn có bốn cái thành phần tâm thức, đó là thọ uẩn, tướng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Còn những số còn lại, các cảm giới, trừ một cõi ngũ quẩn, trừ một cõi nhất quẩn, trừ bốn cõi tứ quẩn ra, thì còn lại là
mấy cõi, còn lại là 20, trừ đi 5 cõi thì chúng ta cũng còn lại 26 cõi ngũ uẩn. Thì ở trong những cái cõi đó, đó nó đều là hiện hữu của năm uẩn. Nhưng hiện hữu của năm uẩn thì còn cái sự khổ đau bắt nguồn từ ở cái hữu ái này. Hữu ái tức là ái mà nó liên quan đến chấp thừa kiến, cái gì đó còn luôn luôn mãi. Và cái ái thứ hai ở đây, cái ái thứ ba ở đây được muốn nói đến, tức là liên quan đến phi hữu ái. Thì cái này nó ái lại là chấp không này. Nó nguy hiểm này. Ái chấp không á, ái chấp hết á, ái không còn á, ái chấp không còn á, thì cái này nó ghê lắm. Bởi vì cái chấp đoạn á, có nghĩa là không tin có đời sau, đời trước. Không tin có đời trước, không có tin có đời sau. Bởi vì nếu mà không tin có đời trước, đời sau á, thì ngay cả chúng ta tạo nghiệp thiện cũng không được hưởng quả vui. Chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì cũng không gánh lấy quả khổ. Không lấy quả khổ. Không có đời trước, đời sau thì không ai thụ hưởng được phước, cũng không ai thọ nhận quả khổ. Rõ ràng là cái quan niệm này là cái quan niệm nguy hiểm. Hả, chấp đoạn là nguy hiểm lắm. Và cũng không có ân đức, không có cái sự thanh tịnh của bậc tánh. Cái quan niệm này nè, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì nó liên quan đến cái gọi là chấp ở trong cái ngã. Và trong cái ngã đó, nó hoàn toàn bị tiêu diệt, không có sự hiện hữu. Không có cái sự hiện hữu. Mà nếu mà quan niệm rằng không có đời sống luân hồi, không có đời trước, đời sau đó, thì rõ ràng là cái này nó cũng sai luôn. Bởi vì chúng ta chịu, con người của chúng ta, chúng sinh phàm phu á, thì chịu tác động bởi, nếu mà nói phiền não á, thì vô minh ái và chấp thủ. Và nếu nói là hành động á, hành á, thì bao gồm cả phúc hành, phi phúc hành và bất động hành á, thì nó đều tạo ra cái quả luân hồi khổ. Mà chúng ta có cái quả, đây là chúng ta có thân ngũ uẩn. Chúng ta có thân ngũ uẩn. Hả, có thân ngũ uẩn thì chúng ta khổ. Xá Lợi Phất ngày dạy ở trong kinh Thập Thượng đó là Avicca chất Avicca chất tan ha ba ha tập ba tham á, tức là vô minh và hữu ái, và ái là hai pháp cần đoạn trừ. Ba hà tập ba là pháp đó cần đoạn trừ. Nếu một người mà đoạn trừ được hai pháp này thì như ở trong kinh, ở đoạn này Đức Phật đã nói rằng là cái khổ đó nó không có còn nữa. Cái khổ nó không có còn nữa. Nếu mà ai lấy ái làm bạn á, thì thời gian dài lưu chuyển và không vượt khỏi lưu chuyển, sanh hữu như vậy hay khác, ai biết nguy hiểm này, ái biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỷ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Có nghĩa là mình bỏ trong cái suy niệm của mình, từ bỏ mọi cái ái chấp, từ bỏ mọi cái ngã chấp. Thì như vậy đó thì mình mới có thể là giải thoát được. Mà muốn được như vậy thì mình tự tập cái tâm của mình, cả về tâm lý lẫn hình thức xuất gia. Tâm lý lẫn hình thức, quan trọng nhất là tâm lý. Tâm lý xuất gia, nếu mà có một cái tâm lý tốt, muốn thoát ly được khổ dục á, muốn xuất ly được á, thì chỉ có một cái tâm lý, tức là tâm của mình muốn thoát khỏi những cái sự tham ái ràng buộc, thì rõ ràng là chúng ta thấy được cái sự lợi lạc mà Đức Phật ngày dạy ở đây. Như vậy thì chúng ta đọc qua hai cái đoạn kinh chính này đó, thì chúng ta thấy hai pháp mà Đức Phật ngày dạy. Một pháp cái gọi là triền cái, mà ở đây gọi là vô minh triền cái. Mà như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy, triền cái ở đây tức là chỉ cho cái gì? Cái pháp che ngăn, cái pháp che ngăn, hay là triền cái, hay là vô minh triền, tức là chỉ cho cái sự trói buộc. Còn
chữ phiền não, ái phiền não ở đây, hay là chỉ cho cái đó là kiết sử, tức là nó là sự đốt nóng. Kiết sử là sự đốt nóng, kilesa ở đây là sự đốt nóng, mà đốt nóng bởi gì? Đốt nóng bởi dục ái, đốt nóng bởi hữu ái, đốt nóng đợi bởi phi hữu ái. Như vậy thì tóm lại là do ba ái, ái thuần tí, tức là ái liên quan đến tham thôi, không liên quan gì thường kiến, đoạn kiến, và ái liên quan đến thường kiến, tức là hữu ái, liên quan đến ái mà liên quan đến đoạn kiến, tức là phi hữu ái. Cả ba cái ái này đều là nhân để sinh ra khổ. Khổ là gì sao? Sự mong muốn được tái sanh. Và do có mong muốn được tái sanh, cho nên là có sự hiện hữu. Và do có sự hiện hữu, cho nên mọi sự khổ nó sẽ khó. Như nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, chấp thủ năm uẩn là khổ. Thì cái đó là gì? Bắt nguồn từ ở cái ái mà ra, bắt nguồn từ ở vô minh mà ra. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng bỏ hai pháp này đó, là cái người đó đạt được cái sự an lạc, là đạt được cái sự giải thoát ở trong tương lai. Và nếu mà vị nào bằng từ được thì vị đó sẽ giải thoát hoàn toàn. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bút đến sư. Và tu sapa mang rạc phá quê na sa đa sa thị phong anh tứ tế phá quá tứ sắp bẩm mang gà lăng rạc khăn tứ sắp bê đê quá ta sắp anh hâm ma nữ phá quê na sa đa sa thị phong anh tứ tế phá quá tứ sắp bẩm mang gà lăng rạc khăn tứ sắp bê đê quá ta sắp anh sẵn khá nữ phá quê na sa đa sa thị phong anh tứ tế. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nhờ sa thú, sa thú. Lần.